Cô để cô chờ tiếp. Hả? Chủ đề article của bài practice test số 4 đó là Great Holidays. Và chúng ta lấy chính cái chủ đề này ra làm cái title của article luôn. Các bạn nhớ là phải có title nha. Trong cái bài Padlet cô chấm đó thì không có bạn nào có ghi cái title cả. Về câu hỏi và nội dung thì chúng ta thấy ở đây là có tổng cộng 3 câu hỏi. What makes a good holiday? Is it place, people, the activity, all of these things? And how important is it to have time away from work or study? Mặc dù có 3 câu hỏi nhưng về nội dung thì căn bản chỉ có 2 câu hỏi chính mà thôi. Là điều gì tạo nên một cái chuyến đi nghỉ dưỡng tuyệt vời? Có phải là nơi địa điểm đến không? Hay là con người, hay là các hoạt động, hoặc là cả ba thứ đấy. Vậy chúng ta cần phải trả lời về nội dung là tóm lại cái gì tạo nên một cái chuyến đi tuyệt vời. Và câu hỏi thứ hai, nội dung thứ hai đó là how important. Cái việc mà có cái thời gian ngoài cái giờ học và giờ làm việc ra, cần phải có cái thời gian để mà thư giãn, thì nó có quan trọng hay là không? Vậy ai cũng biết điều đó là quan trọng đúng không nào? Nhưng mà chúng ta buộc phải giải thích là vì sao nó quan trọng. Vậy các bạn, ở đây các bạn cần phải lập luận rõ ràng hai ý ra. Cái nào, những điều gì thì giúp cho một cái chuyến đi tốt đẹp, một chuyến nghỉ dưỡng tốt đẹp, và điều gì, việc thư giãn sau giờ học và làm việc thì nó có quan trọng hay là không. Như chúng ta đã học lý thuyết rồi thì đối với article chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta phải có những cái từ nối, cái mạch văn của chúng ta nó phải rõ ràng, mạch lạc. Vậy các từ nối các bạn có thể dùng đối với cái dạng văn mà nghị luận như thế này, thì chúng ta có thể là đầu tiên là, sau đó là, hay là thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, và cuối cùng là chẳng hạn. Khi mà chúng ta đưa ra những cái yếu tố giúp cho có được một cái chuyến đi tốt đẹp, giúp cho a good holiday đó, thì thứ nhất là gì, thứ hai là gì. Rồi tương tự như vậy đối với việc là quan trọng hay không thì chúng ta đưa ra lý do thứ nhất nó quan trọng là gì, thứ hai quan trọng là gì, hơn thế nữa cái lý do là gì đó. Thì hơn thế nữa là moreover hay là furthermore. Rồi cô sẽ gợi ý cho các bạn một số cái cách để chúng ta trả lời cho hai cái câu hỏi này, hai cái nội dung chính này. Đầu tiên, what makes a good holiday? Người ta cho mình ba cái gợi ý là place, people và activities. Thì với mỗi cái gợi ý như vậy chúng ta đều có thể có được một vài cái lý do liên quan. Các bạn có thể chọn một trong ba, hoặc là hai trong ba, hoặc là chọn cả ba, tùy các bạn. Miễn sao viết cho đầy đủ chữ là được các bạn nha. Nhớ là viết cho đầy ít nhất là 100 từ. Có nhiều bạn viết cái bài nó quá ngắn đó thì không có đạt đâu. Về place, về nơi chốn, thì chúng ta có thể thay thế chữ place bằng một số cái chữ như cô đưa ở trong mặt đơn như thế này. Destination, địa điểm đến. Tourist spot là địa điểm tham quan du lịch. Hay là tourist attraction cũng là địa điểm tham quan du lịch. Place is one important factor to make a good holiday. Đây là câu mở đầu các bạn có thể dùng. Những cái nơi chốn, địa điểm là một cái yếu tố quan trọng để mà make a good holiday. Bởi vì sao? Because the weather, if the weather is good, we can have a great holiday outdoor, chẳng hạn. Nếu như mà cái địa điểm đó mà nó có thời tiết tốt chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể có được những cái chuyến đi và những cái hoạt động ngoài trời này. Hoặc là nếu như giao thông ở đó tốt thì chúng ta cũng có thể có được chuyến đi tuyệt vời. Traffic là giao thông ha. The good traffic system at the destination will make a good holiday. Ngoài ra thì cái phong cảnh ở cái nơi chốn nó cũng là một cái điều quan trọng. Phong cảnh là the scenery. Còn về yếu tố thứ hai người ta gợi ý cho mình đó là people. People thì chúng ta có thể hiểu theo hai cái hướng, một là những người dân địa phương ở cái nơi mà chúng ta đến đó, hai là những người bạn đồng hành trong cái chuyến đi đó với chúng ta. Vậy với nếu như chúng ta hiểu là những người dân địa phương là quan trọng để cho chúng ta có được good holiday thì chúng ta có thể nói là if the local people are friendly and hospitable. Nếu như mà người dân địa phương thì friendly, thân thiện mà mến khách, hospitable là mến khách ha, thì chúng ta có thể có những cái chuyến đi rất là memorable, một chuyến đi đáng nhớ.
Còn nếu như chúng ta hiểu people ở đây là những người bạn đồng hành trong chuyến đi với ta, thì chúng ta có thể nói là we can enjoy great holidays with our lovely companions. Chúng ta có thể tận hưởng những cái chuyến đi tuyệt vời với những người bạn đồng hành thú vị, những người bạn đồng hành tốt ha. Còn về activities thì sao? Các hoạt động mà chúng ta làm trong các chuyến đi đó, tại sao nó lại là làm được make a good holiday? Thì bởi vì một là nó có thể adapt my personality, nó phù hợp với lại là tính cách của tôi này, hoặc là it helps me relax, nó giúp cho tôi thư giãn, những cái hoạt động đó nó giúp tôi thư giãn chẳng hạn, hoặc là give me a chance to learn new things, cho tôi cái cơ hội để mà học hỏi cái điều mới. Thì tùy các bạn có thể đưa ra một số ví dụ cụ thể chi tiết hơn, ví dụ như hoạt động ngoài trời thì giúp cho tôi khám phá thiên nhiên nhiều hơn chẳng hạn, hoặc là cái hoạt động trò chơi team building thì giúp cho tôi hiểu hơn về bạn bè của tôi. Đấy, thì tùy các bạn nghĩ thêm về một số cái lý do và chúng ta viết câu cho nó chính xác ha. Lưu ý với các bạn là nếu như chúng ta cảm thấy chưa có viết được một câu mà nó phức tạp mà chắc chắn là đúng, thì chúng ta viết câu đơn giản thôi, dùng từ cũng dùng từ đơn giản thôi. Các bạn nào trong quá trình thực hành mà nếu có cái ý tưởng nào đó mà chúng ta chưa biết phải viết tiếng Anh như thế nào, thì các bạn gõ vô cái phần Padlet cho cô. Padlet cũng được, hoặc là gõ vô phần tin nhắn cũng được, hỏi cô sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi bây giờ qua cái ý thức quan trọng thứ hai, đó là how important, quan trọng như thế nào. Vậy cái việc mà có những cái thời gian nghỉ ngơi thì dĩ nhiên là quan trọng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó giúp cho chúng ta release stress này, xả stress ha. Chữ release stress chúng ta vừa mới học ở trong cái email rồi đó. Reduce working and studying pressure, giảm cái áp lực học tập làm việc. Recover energy, reduce là giảm các bạn nha. Recover là phục hồi energy, năng lượng. Phục hồi năng lượng cho việc học tập và làm việc. Enjoy holiday time with our friends and family. Chúng ta có thể tận hưởng những cái thời gian nghỉ ngơi đối với gia đình và bạn bè. Learn new things, học hỏi điều mới. Đó là cái từ cơ bản đơn giản. Các bạn có thể thay thế bằng những cụm từ phức tạp hơn về học hỏi điều mới như là widen our knowledge, mở rộng kiến thức này, hay là experience new things, trải nghiệm điều mới. Bạn nào biết từ nào thì chúng ta làm dùng từ đó ha. Widen là mở rộng kiến thức. Having time, rồi để mà các bạn đưa những cái lý do đó vô á, thì các bạn có thể dùng cái cấu trúc mà cô để cái giống mũi tên á. Having time away from work or study is really important because it helps me release stress. Rồi các bạn thay cái cụm từ release stress bằng các cái cụm động từ mà cô đã hướng dẫn ở bên trên, các cái gạch gạch đầu dòng ở phía trên. Rồi vậy thôi. Cố gắng là chúng ta tự nghĩ ra thêm một vài ý nữa để tránh trường hợp là bài của các bạn nó quá giống nhau đi các bạn ha. Nếu không có thắc mắc gì nữa thì các bạn bắt đầu thực hành tiếp nha. Cố gắng cũng viết gói gọn trong vòng 15 phút thôi nhé.